Ngốc đi mua giày. Trời ơi, mấy con chuột láo toét cắn rách tan đôi giày mất rồi. Thật là bực mình, mình phải đi mua đôi khác mới được. Đây rồi. Không được, sao lại không trùng nhau nhỉ? Lúc dài lúc ngắn. Thật là bực mình. Chắc chắn mình sẽ tìm được một đôi giày vừa vặn. Mình đo cẩn thận thế cơ mà. Đâu phải ai cũng nghĩ ra cách này cơ chứ. Mình quá thật thông minh. Mình phải vào làm cái bánh mới được. Hàng giày đây rồi, mình sẽ chọn một đôi thật đẹp. Chàng trai, vào mua giày đi, nhiều kiểu đẹp lắm, tha hồ mà chọn. Này anh bạn, nhẹ nhàng thôi chứ, lộn tung cả đống giày của tôi lên rồi. Có mua không thì bảo đây. Thì tôi cũng phải chọn xem đôi nào đẹp chứ. Đôi này cũng được đấy. Mình phải đo xem có vừa không. Thôi chết, sợi dây đâu mất rồi. Không có số đo chuẩn thì làm sao biết được giày có vừa chân hay không. Nó rời ở đâu nhỉ? Bực thế không biết. Ô hay, thế không mua nữa à? Không lẽ mình đánh rơi dọc đường? Rõ ràng mình đã cất trong túi rồi cơ mà. Thì ra là ở đây. Làm mình tìm nãy giờ. Thật là đen đủi. Có chuyện gì vậy? Tôi đến đây mua giày, nhưng lại để quên mất sợi dây đo chân ở nhà. Không ngờ tìm được giày rồi quay trở lại đây để mua giày thì hàng giày đóng cửa mất rồi. Anh cười gì vậy? Anh đúng là một tên ngốc. Mua giày cho mình sao anh không đi thử luôn ở đấy, lại chạy về nhà tìm thước làm gì? Thật là ngốc. Ừ nhỉ, thế mà mình không nghĩ ra. Gái ế tìm chồng. Chúc mừng bà nha, tân tiến sĩ. Chúc mừng con gái. Đầu năm lấy bằng, cuối năm lấy chồng nha bà. Cái ông này vô duyên quá. Cháu xin lỗi ạ. Cháu nói đúng đó. Các cháu có mối nào thì giới thiệu cho cái Hường với. Nó cứ mãi bằng này bằng nọ rồi ấy. Mấy năm nữa đã gần 50, sinh nở gì được nữa. Chúng cháu cũng giới thiệu nhiều rồi,
Tại Hường kén quá đấy bác ạ. Thôi thôi, mọi người kỳ quá. Chuyện của con sẽ tự lo được. Trung tâm mai mối Thanh Tân. Tôi muốn đăng ký tìm bạn đời. Dạ, phải chị cho xin thông tin tên tuổi, trình độ học vấn cùng nghề nghiệp ạ. Tên của tôi là Thu Hường, 40 tuổi, là tiến sĩ hóa thực phẩm và hiện đang làm giảng viên đại học. Vâng, vậy chị có những yêu cầu mong muốn gì về một nửa của mình không ạ? Người đàng hoàng, gia đình căn bản, có trình độ là được. Có hai anh này, chị xem thử có hợp không ạ? Số 1 là thạc sĩ 45 tuổi, đã quá vợ của hai con. Số 2 là phó giáo sư, chưa vợ, 62 tuổi. Vậy à, có người nào chưa vợ con cũng không quá già không vậy? Dạ, hiện người như thế hơi khó tìm ạ. Hơn nữa với yêu cầu cao của chị, chắc cũng không dễ tìm được đối tượng thích hợp ngay đâu. Sắp tới, nếu tìm được người phù hợp hơn, trung tâm sẽ báo cho chị biết ạ. Alo, chào chị, tôi gọi đến từ trung tâm mai mối Thanh Tân ạ. Dạ vâng, chào anh. Sau khi ảnh của chị đưa lên, nhiều người quan tâm lắm. Nhưng khi biết học vấn của chị thì họ lại ngại chị ạ. Vậy sao? Để có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc hơn, mình hạ trình độ học vấn của mình xuống có được không chị? Có con gái như quả bom nổ chậm, nó mãi không chịu lấy chồng, người ta lại bảo nhà này vô phúc. Vậy cũng được đi. Một thời gian sau. Hường xinh hơn cả trong ảnh mà tôi thấy ở trung tâm, mà không phải các cô gái vẫn thích uống sinh tố cho đẹp da. Sao Hường lại chọn cà phê vậy? Đó là thói quen mỗi khi tôi phải thức khuya làm đồ án đó mà. Đồ án? Ý tôi là làm đồ ăn mang đi làm đó mà. Còn tôi uống cà phê là để tỉnh táo, lái taxi cho an toàn. Mà tôi chưa biết gì về công việc của Hường hết. Trung tâm chỉ nói Hường cũng là lao động phổ thông như tôi. Tôi làm ở... Trời ơi, cướp, cướp! Gì ra, muốn chết à? Trả đồ lại cho người ta mau lên. Đồ chết này. Trời đất ơi, bị thương rồi. Dạ, cảm ơn anh. Mày nhờ có anh, túi sách của tôi mới... Lần sau chị phải cẩn thận. Anh thật là liều lĩnh quá. Ôi, cẩn thận sàn trơn trượt đó cô. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Giảng viên mới hả chị? Nghe đâu giỏi lắm, học tới tiến sĩ lận mà vẫn chưa chồng con gì hết á. Ôi, chắc kén quá, học vị cao thế cơ mà. Thì đó, cứ học hành rồi kén chọn, giờ thì cao không tới, thấp không qua. Ê là phải, phụ nữ thì chỉ cần tháo vát khéo chăm chồng con, học cao làm gì? Thì đó. Nay tôi về sớm chút, chả là cháu nó ra mắt bạn gái chị ạ. Rõ khổ, mãi kiếm tiền nuôi các em ăn học, hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai nâng khăn sửa túi. Chúc mừng chị nha, gớm, cứ mong mãi. Cứ để tôi quét dọn nốt cho ha. Em hồi hộp quá, sợ mẹ chê em thì... Mẹ hiền lắm, em đừng lo. Hai đứa về muộn thế, cơm canh nguội hết rồi kìa. Hôm nay bác Tài bị tắc đường ? Cháu chào bác ạ. Cô... Nhiều món ngon thế này, đầu bếp mẹ làm khó con dâu tương lai rồi. Bác nấu khéo quá, sau này bác dạy cháu nấu ăn nha bác. Tôi không dám. Kìa mẹ. Chị làm nghề gì nhỉ? Cháu là nhân viên văn phòng ạ.
Nhân viên văn phòng chắc học cao lắm nhỉ? Đâu có mẹ, mày cũng chỉ tốt nghiệp phổ thông như con thôi ạ. Nói dối. Cháu. Cô còn giải thích gì nữa? Cô nói dối là học hết phổ thông, rõ là định trêu đùa con tôi. Đường đường là một tiến sĩ, lại làm giảng viên đại học thì hẹn hò với nó làm gì? Nó tuy chỉ lái xe taxi, nhưng mà là người đàng hoàng, tử tế. Kìa mẹ, Hường không phải người như vậy. Mẹ nghe Hường nói rõ đi đã. Cháu xin lỗi bác. Em xin lỗi anh Hoàng. Những gì mẹ anh nói đều đúng. Có điều em không cố ý lừa dối, cũng không định trêu đùa tình cảm với anh. Đối với em, tình yêu nào có phân biệt về nghề nghiệp, trình độ đâu anh. Vậy em đúng như những gì mẹ anh nói hả? Anh Hoàng à, em mọi thứ chỉ là em định khi thích hợp sẽ nói sự thật với anh mà. Con thấy chưa, nếu không phải mẹ làm tạp vụ ở trường đại học mà cô ta dạy á, thì chúng ta còn bị lừa dối nữa đó. Em về đi. Ngay lúc này anh không muốn nghe thêm gì nữa. Một tháng sau. Hôm nay là buổi cuối tôi còn giảng dạy ở đây. Mong các bạn hãy học tập nghiêm túc và chăm chỉ. Sao vậy? Cô mới về được vài tháng mà. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học quý. Những thứ quý giá thì phải giữ gìn đúng không cô? Anh không giận em sao? Thật ra anh đã từng thi đỗ vào ngôi trường này, nhưng gánh nặng gia đình khiến việc học hành dang dở. Em giúp anh nha, anh nhất định sẽ xứng đáng với cô giáo tiến sĩ. Anh này, không, em không được trêu cô đâu nha. Cảm ơn cuộc đời, dù muộn màng nhưng đã để ta tìm thấy nhau. Buổi đấu giá kỳ lạ. Bộ phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện của 200 nông dân ở bang Nebraska, Hoa Kỳ vào năm 2011. John, con nhìn chúng xem, mộng nước đỏ ửng. Ta chắc chắn rằng không một thương nhân nào có thể chê chúng dù chỉ nửa từ. Có gì to tát đâu mà cha lúc nào cũng nói những lời đó chứ. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chuyên trách ở tiểu bang Texas, hàng trăm nhà mẫu đất công nghiệp ở nơi đây đã chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm phục vụ tiến trình đô thị hóa. Những cánh đồng hơn cả vàng bạc cứ ngày càng bị thu hẹp lại. Ta cảm thấy đau lòng thay họ. John Kelvin, cậu đâu rồi? Cậu đừng hòng trốn tránh chúng tôi. Cha giúp con với, không bọn chúng giết con mất. Có chuyện gì mà các cậu la lối ôm sòm lên thế? Chắc thằng kia lại chưa kịp nói cho ông biết rồi. Thằng con trai của ông nợ chúng tôi 2 triệu đô. Cái gì cơ? 2 triệu đô sao? Đại ca, không hay rồi. Có vẻ như ông già kia sắp xỉu rồi. Nếu 2 tuần nữa không tự giác đưa cả tiền gốc với lãi xuống trả, thì đừng trách chúng tôi độc ác. Cha, xin cha tha lỗi cho con. Con... Trời ơi, thật là vậy ư? Con lại vẫn chứng nào tật nấy sao? Cha, mảnh đất hơn 30 hectare của nhà mình đấy cha. Đợt này giá đất lên cao lắm. Cha bán đi, dư sức trả nợ. Không bao giờ. Ta dù có chết cũng không bán đi mảnh đất đó đâu. 5 ngày sau. Đau quá. Trời ơi, con tôi sao lại ra nông nỗi này? Có phải là do bọn chúng không? Đau quá. Cha thấy chưa, nếu con không có tiền trả, 2 ngày nữa chúng lấy mạng con luôn. Đau quá. Cái này, tôi vừa gặp cô Lucy làm ở ngân hàng trung tâm Nebraska. Cô ấy nói tháng sau, mảnh đất của anh sẽ được bán đấu giá đó. Nghĩ thử xem, có khách nào lấy lại mảnh đất ấy không? Xin hỏi,
Ông Ken Kenvin ở đây chưa ạ? Dạ, có tôi đây ạ. Trời ơi, thật là đau lòng. Chỉ mấy phút nữa thôi là trang trại kia rơi vào tay kẻ khác rồi. Chắc có lẽ trang trại này của dòng họ Kenvin ngày hôm nay bị mất thật rồi. Tớ xin lỗi, tớ cũng không dư giả gì để giúp được cậu nhiều hơn. Tớ hiểu mà. Thôi, chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là chủ nhân mới của mảnh đất đó nha. Tôi sẽ phải trao cho họ số giấy tờ này. Đề nghị mỗi người nghe thể lệ và cách thức tham gia. Theo luật, ông Ken Kenvin sẽ là người đưa ra mức giá đầu tiên vì ông từng là chủ nhân của nó. Giá khởi điểm của phiên đấu giá này là 40.000 đô la. Đây là mức giá ông Ken Kenvin đưa ra. Ôi trời ơi, sao mức giá thấp thế chứ? Đề nghị mọi người trật tự, 40.000 đô la lần thứ nhất. Hình như mọi người đang khá thận trọng khi đưa ra giá tiếp theo. Đúng vậy, hồi hộp quá. 40.000 đô lần thứ hai. 40.000 đô la cho hơn 30 hectare đất lần cuối cùng. Hả? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ số tiền ít ỏi đó có thể mua lại được mảnh đất giá trị kia sao? Thật là bất ngờ. Vậy chủ nhân của mảnh đất này chính là ông Ken Kenvin. Xin chúc mừng ông. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ôi thật là tuyệt vời. Chúc mừng Ken. Nhưng ai có thể giải thích giúp tôi chuyện này ngày hôm nay không? Tôi thấy thật lạ lùng trước những gì đang xảy ra nơi đây. Chính tình yêu đất của Ken đã khiến chúng tôi im lặng trong suốt buổi đấu giá này. Có chuyện gì mà khuya khoắt rét mướt thế này? Cậu còn sang đây thế Ken? Ngân hàng sắp bán đấu giá mảnh đất của cháu phải không ạ? Cháu thật sự rất muốn mua lại nó. Nhưng cháu chỉ có ít tiền nên cháu sang đây muốn hỏi vay bác một ít. Ta rất tiếc, nhưng trong nhà chẳng còn đồng nào để có thể giúp cậu được. Bác ơi, làm ơn cho cháu vay một ít tiền. Ken, nhà tôi mới dồn hết sạch tiền bạc trong nhà để mua hạt giống ngày hôm qua mất rồi. Đã bảo cậu nằm nghỉ mà, suýt nữa thì cậu thiệt mạng rồi. Mà còn chưa biết hả? Lại còn xem cái gì nữa? Những ngày hôm sau, dù cậu ấy còn rất yếu ớt, nhưng cậu ấy vẫn rớt nước mắt nói về mảnh đất hơn 30 hectare ấy. Nói về tình yêu, về hạnh phúc mỗi khi mùa màng bội thu. Vì thế, chúng tôi chọn cách im lặng để cậu ấy có thể mua lại tình yêu của mình. Vì những người nông dân như chúng tôi, đất là máu mủ, là sinh mạng. Cha ơi, con xin lỗi. Giờ con đã hiểu tình yêu lớn lao đó của cha rồi. Con hứa sẽ cùng cha làm giàu trên chính mảnh đất của dòng họ nhà Kenvin. Hơn 200 người nông dân ở bang Nebraska, Hoa Kỳ đã cùng viết lên một câu chuyện vô cùng xúc động khi lựa chọn im lặng trong suốt cuộc đấu giá, giúp một người đàn ông mua lại được trang trại của gia đình mình. Cây hoa kỳ diệu. Ngày xưa, ngày xưa, ở một đất nước nọ, có nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Để tránh cho đất nước thoát khỏi nạn binh đao, vua cha buộc phải gả nàng cho nhà vua nước láng giềng. Nếu cứ sống mãi cuộc sống trong cung cấm nhàm chán với một cuộc hôn nhân ép buộc như thế này, ta sẽ chẳng khác gì chiếc bóng vật vờ ngày qua ngày. Chỉ bằng ta bí mật bỏ trốn, không để ai biết được. Mình sẽ trốn vào chiếc thùng kia, rồi theo dòng kênh ra ngoài thành.
ơi, chiếc thùng ở đâu trôi tới thế này chứ? Trời ơi, một cô gái bên trong chiếc thùng ư? Anh chắc là người sống ở đây. Vâng, tôi làm nghề hái lá thuốc, sống ngay chân núi này. Nơi đây là vùng núi hoang sơ, dân cư rất thưa thớt. Còn cô từ đâu tới? Chuyện là thế này. À, ra là vậy. Cô hãy cứ ở tạm nơi này một thời gian đi. Chỗ này vắng vẻ lắm, chắc sẽ tránh được quan quân tìm kiếm. Ôi, vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy là cô gái ở lại vùng núi hoang sinh sống để tránh tai mắt của nhà vua. Ngày qua ngày, cô gái và chàng trai dần cảm mến nhau. Họ trở thành vợ chồng, nương tựa vào nhau sống qua ngày. Các ngươi là một lũ vô dụng, có một đứa con gái mà cũng không tìm được. Đã thế thì chính ta sẽ đích thân đi tìm, đừng có mơ thoát được khỏi tay ta. Đã đến lúc phải sử dụng tà thuật rồi. Vậy là mùa đông đã về rồi, mai là đúng phiên chợ, ta sẽ tìm mua cho nàng một chiếc áo thật ấm nha. Chàng không cần phải mua áo làm gì đâu, đường xá xa xôi, chàng đi lại cho vất vả ra, lạnh như thế này thì vẫn chịu được mà. Giờ mới là đầu mùa đông, vẫn chưa tới lúc rét cắt da cắt thịt đâu. Ngày mai nàng cứ ở nhà chờ ta, ta sẽ mua áo ấm cho nàng. Này ông, tôi muốn mua một chiếc áo ấm cho vợ tôi. Cậu hãy lấy chiếc áo lông này, vợ cậu mặc sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Chiếc áo này đẹp và ấm quá, vợ tôi sẽ rất thích cho mà xem. Ta đã mua được áo cho nàng rồi đây. Nàng hãy xem chiếc áo ấm chưa này, để ta khoác thử cho nàng xem. Chà, thật là ấm quá. Chàng thật là, ai đời lại mặc áo đàn bà bao giờ. Cuối cùng ta cũng tìm ra nàng rồi. Xin ngài đừng hại chàng ấy, tôi sẽ theo ngài về cung ngay lập tức. Có thể chứ? Hắn đã bắt ta trở lại đây, làm sao ta có thể cứu được chàng bây giờ? Nàng ơi, là ta đây. Sao chàng lại ra được đây thế này? Do tên lính canh quên đút cửa lòng nên ta thoát được ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để ra khỏi đây thôi. Nhưng chẳng nhẽ chàng sẽ sống trong lớp chuột suốt đời ư? Không, ta có cách để lão vua biến ta trở lại như cũ. Nàng hãy ra vườn, hái cây hoa trắng rễ đỏ về đây. Bông hoa nàng hãy giữ lại, bọn rễ cây đem sắc nước và hắn uống đi. Dạ được, thiếp sẽ làm theo lời chàng dặn. Nàng tự tay pha trà cho ta ư? Dạ vâng. Bệ hạ hãy uống thử xem trà thiếp pha có ngon không. Hẳn là nàng đã hồi tâm chuyển ý, chấp thuận làm vợ ta. Nàng hãy mau bứt một cánh hoa đi. Ruột gan ta sao bỗng dưng như có lửa đốt. Ông hãy mau hóa phép cho chồng ta trở lại như xưa, rồi ta sẽ đưa cho ông thuốc giải. Các người dám lừa ta ư? Bọn nhảy rành to gan, ta sẽ cho xử trảm các ngươi. Đau quá. Thôi được, mau đưa ta thuốc giải, ta sẽ làm theo ý của cô. Nàng hãy đưa cho lão ta ngậm cánh hoa vừa bứt, cơn đau sẽ hết. Các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ông đừng có trở mặt hại người thêm một lần nào nữa. Ông đã uống chén trà pha từ một loại rễ cây đồng dương rồi. Rễ cây đã cắm chặt vào bụng của ông, nên chỉ cần ta bứt một cánh hoa nữa, ông sẽ cảm thấy đau đớn như có lửa đốt bên trong. Giờ thì hãy thả hai vợ chồng ta ra đi. Ngươi
vậy là lão vua độc ác không còn cách nào khác phải để hai người rời đi. Về phần chàng trai và cô gái, họ trở về với vùng núi khi xưa, sống những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Bộ giáp của cô nhỏ. Này cô đỏ, qua góc đầm bên kia kiếm rượu với tớ không? Ừ, cũng được. Thấy mình qua nhà của cô Tía, rủ cậu ấy đi chung nữa nha. Cô Tía ơi, cô Tía, cậu có nhà không? À, hai cậu tìm tớ à, có việc gì thế? À, chúng tớ định rủ cậu qua bên góc đầm bên kia tìm rượu. Tớ nghe chị Cá Rô nói, bên đó nhiều rượu ngon lắm. Ừ, thấy hả? Ừ, nhưng mà xa không? Ừ, tại tớ mới thay giáp, còn yếu lắm. Không sao đâu, có hai chúng tớ đi cùng với cậu mà, ta đi thôi. Đúng là đi hơi xa một tí, nhưng rượu ở đây rất ngon, phải không hai cậu? Ừ, hôm sau mình lại tới đây ăn nữa nha. À, hay là chúng mình chuyển hang tới đây ha. Mình thấy ở đây đào hang có vẻ cũng dễ á. Tớ ném xa nhất nha. Đâu, hãy xem tớ đây này. Ôi, coi chừng. Cô Tía, cậu có sao không? Tớ không sao. Hả? Cô Tía à, chân của cậu. Không sao, cũng may là quả ổi không rơi trúng người tớ, chứ không thì nguy rồi. Trời ơi, lời cua chúng ta không có giáp thì thật là nguy hiểm. Từ giờ tớ chẳng dám bỏ bộ giáp này ra đâu, cứ ở trong này là tốt nhất. Nhưng mà nếu không thay giáp thì chúng ta sẽ cứ nhỏ mãi như thế này, không lớn lên được đâu. Cô Tía nói đúng đó, dù thế nào thì cũng không thể ở mãi trong bộ giáp này được. Không, nhỏ mãi thế này cũng được, tớ sẽ không cần đi xa để tìm thức ăn nữa. Thôi thôi, chuyện đó bàn sao đi, giờ tao phải đưa cô Tía về nhà nghỉ cái đã. Cô nhỏ ơi, cô nhỏ. Hả, cô Tía đấy hả, có việc gì thế? Tớ và cô đỏ định sang phía bên kia đầm, bên đó có nhiều thức ăn ngon lắm. Tớ đến chủ cậu đi chung luôn đây. Hả, sang bên kia đầm á? Như thế mình phải đi bộ qua bờ đầm này, nguy hiểm lắm. Lần trước cậu bị đứt chân rồi còn chưa sợ sao? Bây giờ tụi mình lớn hơn rồi, cần phải tìm chỗ nào lớn hơn, nhiều thức ăn hơn chứ, đâu thể cứ ở mãi chỗ này được. Thôi, tớ không đi đâu. Hai cậu đi đi, tớ thích ở đây hơn. Với lại tớ không thay giáp nên cũng không lớn hơn trước, thì đâu cần phải đi xa tìm thức ăn làm gì cho nguy hiểm chứ. Sao lại thế? Sao cậu không thay bộ giáp của mình? Dù thế làm sao cậu lớn lên được? Vì lúc thay giáp chúng ta rất là yếu, tớ không muốn bị mất đi một chân giống như cậu đâu, mà có khi mất mạng luôn ấy chứ. Thôi hai cậu cứ đi đi, tớ quyết định rồi, tớ sẽ ở đây không đi đâu hết. Thế thôi, tùy cậu vậy, tớ đi đây. Này cô nhỏ. Chị Cá Rô, hôm nay chị bị làm sao thế? Sao mình mẩy trầy xước hết vậy ạ? Gần đây chẳng biết ở đâu ra có một tên cá lóc, nó to và khỏe nên hống hách lắm. Ban nãy mấy đứa con chị bị nó bắt nạt, chị phải đánh nhau với nó nên vậy mới bị trầy hết đó. Chị đến để báo cho em biết mà đề phòng thôi. Đã lâu lắm rồi em không thay giáp, cứ mãi bé như thế này, nếu mà thấy nó thì em phải trốn nhanh đi đó. Thật thế ạ? Thế em phải vào hang trốn thôi. Ừ, em phải cẩn thận đó nha. Bây giờ chị phải về với con của chị đã. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, bị một phen khiếp vía. Thì ra mày là đầu mỏ của mũ cá rô kia. Gặp tao thì kể như mày xui rồi nha. Tha cho tôi, đừng có làm gì anh đâu. Không xin xỏ gì hết. Đứa nào cùng phe với mũ cá rô kia, tao xử hết. Tha cho tôi, tha cho tôi. Đâu? Đứng im, đừng cho ta cắt đứt tôi, nghe chưa?
đừng cắt đuôi của tôi, xin tha cho tôi. Được, tha cho mày cũng được, nhưng từ nay không được bắt nạt kẻ yếu nữa, nghe chưa? Bây giờ thì hãy đi đi. Cậu có sao không? Yên tâm đi, nó không dám quay lại đây nữa đâu. Dạ, cảm ơn anh. Hả, cái chân anh có phải là cua tía không? Đúng là tớ đây, cũng may là tớ về kịp lúc, không thì nguy rồi. Ừ, mà lâu rồi không gặp, không ngờ cậu chẳng khác gì so với lúc trước. Tớ phải vì lúc trước nghe lời cậu thì tớ cũng to lớn như cậu rồi. Ừ, cậu thấy đấy, bộ áo giáp luôn bảo vệ loài cua chúng ta khỏi nguy hiểm, nhưng đến một lúc nào đó chính bộ giáp đó sẽ trở nên chật chội, tù túng, cản trở, không cho chúng ta phát triển. Nếu không can đảm bỏ đi lớp áo giáp cũ thì mãi mãi chúng ta sẽ không lớn lên được đâu. Bây giờ thì tớ đã hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ không giữ khư khư bộ giáp này nữa đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.